và đà bông và thùng nội thất của 4722 đời trơn này. Nó vàng ươm như mới và thùng còn thơm nừng luôn. Bát này. Rồi, đặt đi. Rất đẹp. Đây là cái khoang của chép này. Đó, bác Long xem này, các bác quý anh em cùng xem. Cổ chép vàng ươm. Rồi dán tem đi. Bông thì gần như là không có cả vết bụi bẩn. Nó chạy cái model chép 2416H. Nó chữ nó hơi mờ một chút nhưng không sao nhá. Made in USA. Rồi lắp đi. Thực sự là cái bông nó vàng ươm như là lông gà con và phân tần rồi thì thùng nó còn rất là thơm luôn cái cặp này. Thơm lừng luôn. Phân tần này, đó, cổ keo rồi các thứ rất là mới. Rồi, nắp nha, dán tem nha. Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Video tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục công việc test đồ trước khi đóng gói vận chuyển ship đi trao trả cho các bác và quý anh em đã mua sắm ủng hộ Khang Minh trong những ngày vừa qua. Giáp Tết rồi và đây là 4722 đời trơn và một con Crown 2400 đời đầu nguồn vàng, chạy toàn bộ 24 con sò vương miện và hai con tụ Philip vương miện zin nguyên bản, hàng dùng trong nội địa Mỹ 120V. Khang Minh cung cấp cho bác Long có địa chỉ như sau: số nhà 13 này, khu phố 3, phường Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Khang Minh test xong và ngay buổi chiều ngày hôm nay sẽ đóng gói vận chuyển đi ngay để kịp bác đón trước Tết. Bây giờ là 1 giờ 15 rồi. Khang Minh xin quay qua hai cái sản phẩm này trước khi test và đóng gói đã dán tem rồi. Những cái hình ảnh mà Khang Minh quay sơ qua về nội thất thì Khang Minh sẽ bổ sung thêm vào video. Tem không led bắn luôn. Sang chiếc bên này nhá. Cảm ơn bác Long đã mua sắm ủng hộ những cái sản phẩm âm thanh bị bãi trên Khang Minh. Và đây là Crown 2400. Test nhanh nhá, bởi vì rất vội, công việc rất nhiều. Các bên quay phía sau con đẩy nhá. Lấy tem đi để dán tem con đẩy, sau đó sẽ đóng gói luôn. Đời trơn nó chạy cái củ chép 2416H và củ bát đời tem đỏ đó là 2206H từ 22 côn 100, công suất trung bình 600W trên một chiếc loa. Rồi anh ơi, tắm đi, dán tem đi.
đóng gói luôn. Các bác và quý anh em quan tâm đến nhiều sản phẩm mì bay khác nhau, vui lòng liên hệ cho em nhé. Cho ra bưu cục luôn. Thôi để em bê cho. Đây là đơn hàng thứ 3, thứ 4 ngày 22 tháng Tết rồi. Còn nữa không anh? Cho lốt đi. Bác Long ơi, hai con 6 ly em buộc ở trên cái lóc loa kia nhá. Hai cái con rắc mà. Vâng chị. Rồi, rồi, em đi đây.